Hà Nội, 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 Hà Nội,
phân đoạn thứ hai với chủ đề Cần Thơ 15 mùa hoa, những mô hình tiểu cảnh thể hiện những thành tựu tiêu biểu qua 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương. Quà Cần Thơ có mô hình tiểu cảnh qua đá Cần Thơ phát qua phương tiện phát triển xây dựng nông thôn mới. Phân đoạn thứ ba với chủ đề Mừng Xuân Đón Lắm Phương Nam với những mô hình nghề buồn tàu gặp trái cây Nam Bộ theo trong mùa xuân khí hợi, tiếng ca phù đồng, giai điệu mùa xuân dân dân. Kính thưa đồng bào, đồng chí và các bạn, đường qua xuân khí hợi 2019 để phục vụ nhân dân và du khách từ ngày 27 Tết đến hết mùng 5 Tết. Đây là lần thứ 6 thành phố Cần Thơ thực hiện đường qua xuân với mục đích góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân. Nhân dịp mừng Đảng quang vinh, mừng Tết cổ truyền của dân tộc xuân khí hợi 2019. Ban tổ chức cũng thông báo do lượng khách tham quan vượt qua rất đông, đề nghị quý du khách tự bảo quản tư trang và tài sản của mình để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Xin cảm ơn. Tăng cường 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 t
gần hết rồi. Yeah.
đó mình dọn qua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi.